Cũng nhân dịp Tết Quý Mão 2023, sáng nay Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn đến thăm chúc Tết các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố. Đến thăm Trung tâm Cấp cứu Đà Nẵng, Trung tâm Điều dưỡng Người Tâm Thần và Trung tâm Bảo trợ Xã hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn đánh giá cao nỗ lực của các trung tâm khi thực hiện chức trách nhiệm vụ trong thời gian qua. Gửi lời chúc Tết tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên các trung tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm để chăm sóc cho bệnh nhân. Lãnh đạo các trung tâm cũng bày tỏ vui mừng và cảm ơn lãnh đạo thành phố đã quan tâm, đến thăm và động viên nhân dịp Tết đến xuân về. Đến thăm Sư đoàn 375 Phòng không Không quân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng ghi nhận sự phối hợp tích cực của đơn vị khi hỗ trợ thành phố trong những thời điểm khó khăn như dịch bệnh hay thiên tai. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chúc đơn vị tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và ngày càng thắt chặt mối quan hệ giữa đơn vị với thành phố, cũng như tình quân dân sẽ ngày càng được thấm thiết hơn trong thời gian tới.